Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an quận Bình Tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên đường Khiếu Năng Tỉnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt như để chó chạy lung tung, phóng uế và nhậu nhẹt hát karaoke gây ồn ào. Theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường vào khoảng 23 giờ 18 phút ngày 3 tháng 4, VCA khoảng 34 tuổi đi đâu đó về và to tiếng đập cửa hai vợ chồng hàng xóm là ông NXH khoảng 38 tuổi và vợ là bà NTMT khoảng 40 tuổi quê Bến Tre. Hai vợ chồng mở cửa ra nói chuyện coi, tao nè, kế bên nhà nè. Người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn. Khi hai vợ chồng ông Hát và bà T mở cửa ra, thì ông A nói rằng, mày kiếm tao hả? Hai vợ chồng nói, anh xỉn rồi, nghỉ đi, bữa giờ không có gì hết trơn nha. Nhà tôi không động chạm gì bên anh hết nha. Hở ra kiếm chuyện với nhà người ta là sao? Tôi đang báo công an xuống đó. Lúc đó, VCA đi về, một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông Hát và bà T thuê cũng đi ra. Lúc này VCA từ cơ sở nha khoa kế đó đi ra, trên tay cầm hung khí tấn công ba người đang có mặt. Bà Tê nói, anh làm gì vậy? Và lao vào can thì bị A đâm trúng người. Người chủ nhà cũng bị đâm nhưng may mắn chỉ bị sượt, té xuống. Riêng ông Hát bị tấn công và bỏ chạy thì A truy đuổi. Nhiều người sau đó hô hoáng kêu cứu. Lúc này bà Tê đã cục tại chỗ trọng thương và không qua khỏi. Công an phường An Lạc A, công an quận Bình Tân sau đó có mặt phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ chủ nhà và ông Hát may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. VCA cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi. Người đàn ông là chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước. Hai bên đã có mâu thuẫn nói qua lại. Lúc xảy ra vụ việc, vợ tôi có ra can ngăn cũng bị anh ta tấn công trượt, chỉ bị té xây xước, người đàn ông nói. Cũng theo người này, hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặc là người tấn công ở tiệm nha khoa kế bên. Một hàng xóm cho biết hai bên đã có mâu thuẫn từ trước về những vấn đề như hát karaoke kẹo kéo, nhậu cái ồn ào để chó chạy lung tung, phóng uế và đỉnh điểm mâu thuẫn là vụ án mạng. Mới đây, lực lượng chức năng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích hai cháu gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó, sáng 7 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ của hai cháu gái mất tích cũng đã làm việc với lực lượng chức năng để cung cấp thông tin. Chị Chi khóc nghẹn nói, hai đứa con của em đi lạc, đau lòng lắm. Theo thông tin trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Chi cùng bốn con đứng ở khu vực số 1 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó, Chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 mét. Hai cháu gái Nguyễn Kiều Thảo My, 7 tuổi và Lê Hoàng Thị Linh, 3 tuổi đi cùng nhau để bán kẹo. Còn cháu gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau chị hốt hoảng bởi không thấy hai con gái là My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Chị chỉ khóc ròng. Mọi người nói rằng thấy cháu gái lớn dắt một cháu gái nhỏ đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhưng tôi tìm cũng không thấy. Được biết chị Chi là mẹ đơn thân hoàn cảnh khó khăn nên cùng các con bắn kẹo tại khu vực địa bàn quận 1. Đặc điểm nhận dạng của cháu My là tóc ngắn ngang vai, mặc áo thun đen tay ngắn quần đen, đôi dép màu hồng mang theo giỏ màu vàng. Châu Linh cột tóc bím, mặc đồ bộ màu đỏ chấm bi trắng mang đôi dép màu vàng. Bước đầu qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định hai cháu gái có người lạ dắt qua đường theo hướng đường Hàm Nghi. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận, Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 điện viên phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị trước đó như đã đưa tin hội 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978 con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý quận Hồng Bàng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn và Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước là hai người em của Tấn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, luật sư Lê Minh Thái và nhân viên Nguyễn Đức Hải bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Còn Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu giữ, Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh bị điều tra hành vi giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ vụ án, Tấn, Thạnh và Phước là ba trong số 11 người được quyền thừa kế căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Ba anh em Tấn sống tại Việt Nam, những người còn lại đang ở nước ngoài. Năm 2016, thấy căn nhà giá trị, Tấn bàn bạc với hai em gái làm thủ tục để cùng đứng tên nhà, không chia phần cho những người còn lại. Họ thuê luật sư Thái làm các giấy tờ với giá 50.000 đô la Mỹ. Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế. Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ Ủy ban nhân dân phường 6 chứng thực các giấy cam kết nói trên. Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường, dùng mộc do anh ta trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả. Sau khi chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất thành công, Thái đã trở thành người môi giới bán căn nhà đó cho Phạm Thị Kim Yến với giá 78 tỷ đồng. Thái sau đó cũng đã nhờ công xác nhận giả mạo các giấy tờ khác như sao y giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Phạm Thị Kim Yến nhằm tạo thuận lợi cho việc cập nhật biến động sở hữu nhà đất. Tấn cùng hai em sau khi hoàn tất thủ tục sang tên căn nhà đã bán lấy số tiền gần 80 tỷ đồng chia nhau. Cơ quan điều tra đã phát hiện Thái thông qua Nguyễn Đức Hải đưa hối lộ cho công tổng cộng 4 lần, số tiền 6 triệu đồng. Vào tháng 7 năm 2017, khi Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh nhận ra hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh tiến hành xử lý. Qua điều tra, cơ quan này đã thông báo cho Tấn và các anh em của mình rằng cam kết từ chối nhận di sản thừa kế bởi những người thừa kế ở nước ngoài đã được Nguyễn Đắc Công làm giả mạo. Dù vậy, do lòng tham, Tấn, Thạnh và Phước không muốn hoàn trả số tiền từ việc bán nhà, đã cung cấp thông tin không chính xác và yêu cầu tòa xử lý khai tử cho 8 người thừa kế đang sống ở nước ngoài, nhằm hợp pháp hóa giao dịch bất động sản. Cơ quan điều tra khẳng định, Nguyễn Đắc Công đã tận dụng vị trí công tác của mình, nhận tiền từ Lê Minh Thái để chứng nhận giả mạo tài liệu. Khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6 từ chối ký vào hồ sơ, Công đã giả mạo chữ ký của họ và sử dụng con dấu để xác nhận.